Về quê lên là một tô ăn dặm dọc đường, một xe mắm tép và đồ ăn. Đó, cua, tôm. Đồ ăn. Đồ ăn. Hồi hôm bữa có về quê tặng quà Trung Thu cho các bé có gia đình khó khăn ở quê Hy á mọi người. Bữa đó ấm có làm gỏi với nấu cháo gà để khi phát quà xong á thì mọi người ăn chung luôn. Gỏi á thì ấm làm bằng gỏi thân cây chuối, chế dung cập nhà lấy cái dao hai lưỡi để bào ra. Kinh nghiệm ở dưới quê Hy á là bỏ cơm mẻ vô nước rửa chuối bào sẽ giữ cho chuối không bị thâm á mọi người. Trong lúc này á là hai gia chồng tranh thủ xếp lồng đèn nè, vô tạp vô bánh để chuẩn bị cho buổi chiều tặng quà. Chế Dung với lại Mợ Dũng hay qua làm tiếp mắm tôm ấm lắm. Còn hai chồng á mỗi lần về quê á là phải quay một món gì đó hay là quay một cái gì đó để chia sẻ với mọi người á. Vì cảnh ở quê nhìn thích lắm luôn ha mọi người. Chắc nhiều người cũng sẽ có suy nghĩ sao Hini thích quê vậy mà không về quê ở luôn. Cuộc sống mà mọi người, đâu phải cái mình thích cũng giống cái mình muốn đâu. Không biết có ai như hai vợ chồng không nữa, muốn ở trên Cần Thơ nhưng thích lâu lâu về quê một hai ngày rồi lên lại Cần Thơ để làm việc, kiểu như ở trên Cần Thơ làm việc cho đã đi, làm việc cho đã rồi thì lâu lâu về quê chơi, hít thở cái không khí yên bình thoải mái ở dưới đây một hai hôm, nạp năng lượng rồi quay lại với công việc. Còn về quê ở luôn thì nó cũng ấy lắm. Lúc này là hai chồng chuẩn bị xong phần quà hết trơn rồi nè, nên là bầu vô làm gỏi phụ tiếp mọi người. Hai vợ chồng về quê lần nào cũng tranh thủ quay hết trơn á, nên là ghét ấm quen luôn. Mỗi lần về là ấm hỏi muốn quay món gì, nói để ấm chuẩn bị trước về quay cho nó nhanh. Tại ấm hồi xưa cũng có lên Sài Gòn buôn bán á, xong rồi thì cũng thích xem mấy cái cảnh mấy món ăn ở quê á, nên là cũng muốn quay để cho mọi người cùng xem. Với lại dù gì cũng nấu món ăn á, mình quay lại sẵn để lưu kỷ niệm nè, rồi chia sẻ cho cô chú anh chị xa quê xa nhà có thể xem để đỡ nhớ nhà phần nào luôn. Quà cho các bé xong rồi thì hai vợ chồng và mọi người cùng ăn cháo. Cũng gần tối rồi nên hai vợ chồng tranh thủ ăn để lên lại Cần Thơ. Ăn cháo xong á thì thưa mọi người, để lên Cần Thơ thì bất ngờ luôn á mọi người. Này là ấm cho lên xe ăn nha mọi người. Ấm nãy chừa riêng ra một cái tô đùi gà với lại cánh gà luộc đưa cho con dâu để lên xe cho bầu ăn dặm đỡ buồn miệng. Đã luôn mọi người ơi. Chệt sủng thấy hai đứa chuẩn bị đi thì chạy về nhà mang qua cho hai con cua gạch với một keo bần ngâm. Bởi vậy lâu lâu về quê thích thế mọi người. Mỗi lần về là mỗi lần được cho quá trời đồ ăn đem lên luôn. Về Cần Thơ thôi. Yes go. Bye bye. Dạ hey. Dạ. Lần đầu tiên đi xem áp lực quá. Xì vậy? Tô thịt gà quá xa đã. Ôi. Sao mới không dạ? Ôi dạ, đưa ăn gì không? Cắn nó không? Nói được không? Ừ. Ngon quá vợ. Cảm giác ăn con chè hạt bị quá hả? Lấy luôn cái tô quá. Bởi cái tô. Trời, ấm cho nguyên cái góc tư cái đùi luôn nè. Trời ơi. Chính hai cái cánh với cái đùi nãy nữa là nửa con gà rồi còn gì. Nhỏ. Chắc khi nào xong cần rửa tay á. Nói ăn xuống thì cái chai nước suối rửa vậy. Ừ. Khoan không vậy? Ăn gì mới đã nè. Công nhận con gà ở quê thịt nó ăn đã thiệt. Gà ở quê là không ở đâu sánh bằng luôn á mọi người. Mà quay một xíu cái điện thoại hết dung lượng rồi. Máy tắt hồi nào hai đứa không hay luôn. Tóm lại chạy có hơn 20 phút à, là hai chồng cũng làm sạch cái tô thịt gà. Quá xa đã luôn. Hi cảm ơn mọi người đã chọn xem video của vợ chồng Hini trong hàng vạn những video ngoài kia nha.